sợ nhưng gặp anh. Hai tình huống gặp rồi. Sao mình đây ở cục đỏ mà đằng kia nó bán 200, mình đây bán 250. Không là bán, nó bán 200 cặp. Hả? Này đang lên YouTube nha anh. Này cúc này anh bán nhiêu cặp anh? 150 cặp hả? Này anh lấy chứ đâu phải anh tàu luôn đúng không? Của nhà tàu luôn hả? Này cúc này đẹp nè, 150 là được. Giá được. Tại hôm em hỏi tên Bến Tre á là 160. Cũng cỡ giống giống vậy. Là nhà chị Đồng hay là ở sao? Năm nào cũng bán hết thôi sao chị? Này là ở đâu chị? Lách. Có thể là người ta chưa biết đó, thì em quay em đăng lên YouTube á, người ta vô đó ta coi là ta sẽ biết là người ta sẽ lên đây mua nhiều. Cứ là vô gõ chiếc chậu hoa ba ti là sẽ thấy.
bán được không chị? Bán thấy ở đây bán được không? Em đăng lên YouTube chị lên đó chị coi nha. Mấy chậu hoa ba tri của mình là bán bông. Thấy nhiêu cặp á, nhiêu cây anh? Cái nào? Kiến thị á. Kiến thị á, mai kiến thị á. Anh thấy anh mua cây nào chỉ cho. Đó 6 triệu có, 10 triệu có. Khoảng 1 giờ là anh vô YouTube là anh thấy à. Cái này đẹp à. Cái này, cái đó nhiêu ta? Cái đó 6 triệu. 6 triệu, 6 triệu là rẻ đó đúng không? Anh vô đi, hai vợ chồng đứng luôn, Thôi. Nhiều khi mình bán đây nhưng mà bà con mình không có biết, đúng không? Mình phải quảng cáo rồi lên cho mạng rồi cho nhiều lên cho bà con người ta biết, ta lên đây người ta mua. Tổng là người ta lên đây mua nhiều không anh? Nhiều lắm. Nhiều mà.